Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu biệt thự đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì giữ đúng lời hứa, cứ đúng 8 giờ tối công ty chúng tôi sẽ up một mẫu nhà đẹp trên kênh Kisato. Các bạn chỉ cần lên trên YouTube gõ Kisato, ấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được những cái mẫu nhà đẹp, có thể là nhà vườn, nhà ống hoặc biệt thự mà chúng tôi sẽ up trên kênh vào 8 giờ tối hàng ngày. Lên các bạn đừng quên đăng ký và ấn nút chuông thông báo để nhận được những mẫu nhà đẹp này để chúng ta có thể tham khảo nhiều hơn cho công trình tương lai của chúng ta nhé. Và hôm nay là một mẫu nhà như vậy, một mẫu biệt thự 3 tầng được công ty chúng tôi thiết kế cho anh Đỗ Văn Pha ở An Xã Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên. Thì sau đây xin mời các bạn ngắm qua cái kiến trúc phía bên ngoài của công trình này. Thì khi mà chúng tôi về khảo sát thiết kế cho anh Pha có yêu cầu chúng tôi là anh muốn làm một căn biệt thự 3 tầng nhưng mà mang dáng dấp của một công trình tân cổ theo kiểu Pháp. Đấy, nhưng mà anh cũng không muốn là đắp vẽ quá nhiều, làm sao mà nhìn công trình đấy vừa mang cái gì đó có sự trẻ trung, tươi mới, hiện đại nhưng lại mang dáng dấp của một công trình hiện đại kiểu tân cổ kiểu Pháp. Đấy, và đây là cái mẫu mà chúng tôi đã thiết kế cho anh và anh rất là ưng. Thì, cái phối cảnh phía bên ngoài thì chúng tôi sử dụng một cái màu trắng tuốt kết hợp với mái ngói màu tím như các bạn đang nhìn thấy trên hình ở đây đó, và toàn bộ những cái hệ cột góc như cột sảnh thì chúng tôi làm to, trang trí gờ chạy xung quanh đó, và đặc biệt là những cái trụ cột ở bên dưới để tạo ra cái sự tân cổ và kết hợp với những cái màu trắng và màu tím để tạo ra sự trẻ trung cho công trình. Và toàn bộ chất liệu cửa đi cũng như cửa sổ thì gia chủ yêu cầu làm bằng gỗ, và chất liệu gỗ thì nó cũng rất là phù hợp với phong cách là tân cổ đó. Và ở đây chúng tôi thiết kế cho gia chủ cả khuôn viên, tường rào, cổng để cho gia chủ xem được cái hiện trạng sau khi công trình mình xây dựng lên thì nhà chúng ta sẽ bố trí ở đâu so với khuôn viên sân vườn, và bố trí cổng như vậy là có hợp lý chưa. Thì chúng tôi thiết kế cái hệ tường rào cũng như cổng rất là đơn giản thôi, tại vì gia chủ muốn là biết được cái vị trí của công trình của mình, làm sao mà nó ở cái vị trí hợp lý nhất trong cái việc thuận tiện đi lại cũng như là để xe cộ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tôi ngắm nhìn các góc nhìn khác của công trình này nhé. Đó. Và để mang lại cái sự mềm mại cho cái phong cách tân cổ của kiến trúc công trình này thì chúng tôi có sử dụng hệ ban công cong, và toàn bộ hệ lan can ban công thì chúng tôi sử dụng là sắt nghệ thuật sơn giả đồng. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy những cái điểm nhấn cong của hệ ban công nó sẽ đem lại sự mềm mại so với những cái hình khối vuông vắn của công trình này. Rồi chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp nhé các góc nhìn khác của công trình này. Thì đây là một góc nhìn ở phía bên hông. Thì toàn bộ phía bên hông này thì chúng tôi cũng để một lối đi lại ra phía đằng sau cho gia chủ để gia chủ có thể khoe được cái mặt bên hông này, tại vì bên cạnh bên hông của gia chủ thì cũng có một cái con ngõ để có thể quan sát được cái mặt tiền bên hông này. Và để mang dáng dấp tân cổ thì chúng tôi toàn bộ hệ cửa sổ chúng tôi sử dụng hệ vòm ở trên đỉnh này. Đấy, tôi sẽ zoom lên cho các bạn nhìn này. Đấy, và cũng có đắp các cái đấu ở trên vòm cửa sổ luôn để tạo ra sự tân cổ theo kiểu Pháp cho gia chủ. Ok, đấy thì các bạn nhìn thấy đây, kể cả những cái mà lan can ban công không phải là ban công cong ấy, mà ban công vuông ấy, thì chúng tôi cũng có sử dụng sắt nghệ thuật theo kiểu phình bụng này, đấy để mang lại cái sự trẻ trung và cái nét mềm mại cho cái công trình này. Đấy, chứ không, chúng tôi không làm kiểu là vuông vắn sắc cạnh giống như các cái ban công các bạn thường nhìn thấy. Như các bạn mà thường xem các video mà tôi chia sẻ thì phong cách thiết kế bên công ty chúng tôi đầu tiên là chúng tôi ưu tiên công năng. Từ công năng thì chúng tôi phát triển ra cái phối cảnh phía bên ngoài của công trình, và cái phối cảnh phía bên ngoài của công trình đẹp hay không nó quyết định bởi cái hình khối, cái sự lồi lõm và những cái điểm nhấn nhá cho công trình này. Giống như cái công trình này ấy, thì chúng tôi tạo ra cái hình khối lồi lõm, được chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy đây, sự lồi lõm. Đấy, sau khi mà tạo dáng được cái hình khối xong đấy, thì chúng tôi tiếp được những cái điểm nhấn, ví dụ như những cái chỗ ban công cong đấy, và lan can sắt nghệ thuật sơn màu giả đồng như thế này. Đấy, hoặc là những cái vòm cong của khu vực cửa sổ trang trí thì sẽ tạo ra những cái điểm nhấn nhá tân cổ cho công trình này. Đấy, chứ chúng tôi không tập trung vào cái việc đắp vẽ hoặc là làm màu mè cho công trình này. Và cuối cùng yếu tố tiếp theo đó là yếu tố về cái áo mà chúng tôi mặc cho công trình, hay là những cái màu sắc mà chúng tôi phối cho vật liệu cho công trình này. Và có yếu tố quan trọng nữa đó là yếu tố về sân vườn, đúng không ạ? Chúng ta có một cái hình khối đẹp, chúng ta có những cái màu sắc hài hòa hợp lý, nhưng cái khoảng sân vườn của chúng ta lại không có, hoặc là chúng ta thiết kế khuôn viên sân vườn nó lại không hợp lý, thì công trình của chúng ta cũng không thể toát lên được, đúng không ạ? Ví dụ như công trình này màu trắng thì toàn bộ hệ
hàng rào này chúng tôi cũng phải sử dụng là màu trắng đi kèm để tạo ra cái sự đồng điệu cho toàn bộ bối cảnh của công trình này. Thì tất cả những cái gì mà tôi vừa chia sẻ, từ công năng đến hình khối, đến cái áo mà chúng ta mặc cho công trình, đến yếu tố về sân vườn, thậm chí chúng tôi kỹ tính hơn nữa đó là đưa thêm cái yếu tố phong thủy vào cho gia chủ, thì nó sẽ tạo thành một cái bài toán tổng thể và đưa đến cái vẻ đẹp tổng thể, chứ không phải là ở một cái chi tiết trang trí hoặc là một cái điểm nhấn nhá nào đó các bạn nhé. Thì tất cả những yếu tố đó nó hòa quyện với nhau để tạo ra một tác phẩm đẹp đó. Thì tôi cũng chia sẻ này để các bạn có thể là nâng cao cái kiến thức về vẻ đẹp của công trình, để từ đó chúng ta có những cái lựa chọn tốt nhất cho công trình của mình. Và như tôi hay thường chia sẻ là sẽ không có một cái công trình nào giống cái công trình nào cả. Ví dụ như công ty chúng tôi có trụ sở ở miền Nam, đó là khu đô thị Park Riverside, để chúng tôi đóng đội trụ sở ở đấy. Thì cái phong cách ở trong miền Nam thì nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của gia chủ ở trong khu vực miền Nam nó lại khác, đúng không ạ? Miền Bắc thì nó lại khác, đúng không ạ? Đến khu vực miền Trung thì nó lại khác, đúng không ạ? Đấy, miền Tây nó lại khác nữa. Đấy, thì mỗi một vùng nó miền nó sẽ khác nhau, thì chúng tôi sẽ đến tận nơi khảo sát thiết kế cho bạn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để làm sao mà có những cái phong cách đẹp nhất, đúng theo mong muốn, nguyện vọng và phù hợp với vùng miền mà công trình của bạn đang chuẩn bị xây dựng đó. Thì hiện nay công ty chúng tôi làm ở 63 tỉnh thành, nên các bạn có nhu cầu thiết kế ở bất kỳ tỉnh thành nào trên mảnh đất 9S này thì cứ gọi cho chúng tôi để chúng tôi đến tận nơi phục vụ quý khách hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát tiếp các cái góc nhìn khác của công trình này nhé. Thì đây là một góc nhìn ở bên hông. Ở bên hông này thì anh ấy vẫn giữ lại một cái công trình nhà cấp 4 cũ. Thì chúng tôi có bố trí một cái hành lang, một cái khoảng cách giữa công trình mới và công trình cũ, và bố trí hàng hoa, cây xanh ở khu vực bên hông này. Và toàn bộ cái vòm cửa sổ thì cũng giống y hệt như vòm cửa sổ ở phía đối diện. Rồi, và hệ mái thì chúng tôi sử dụng là hệ mái lùn các bạn nhé. Chúng tôi không sử dụng hệ mái chữ A mà chúng tôi sử dụng hệ mái lùn. Thì công trình tân cổ kết hợp với hệ mái lùn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và đây là một cái xu thế của vài năm gần đây, rất là nhiều gia chủ thịnh hành cái kiểu mái lùn này. Rồi, đây là mặt tiền trực diện của công trình, các bạn hãy nhìn kỹ hơn đó. Thì những cái khối hình vuông kết hợp thêm những cái điểm nhấn là ban công tròn hoặc là những cái hành lang, cái lan can ban công vòm này, thì tạo ra cái sự hài hòa và mềm mại cho cái công trình này như vừa rồi tôi nói rồi. Ok, đấy, đây là trực diện ở phía bên hông, đây là ở phía bên hông còn lại và phía đằng sau đấy. Thì các bạn có thể quan sát được hết tổng thể cái công trình này sau khi đặt vào khuôn viên sân vườn nó như nào. Tại vì công trình này có lợi thế là có hai mặt tiền đấy, mặt tiền ở cái đường đằng trước và cái ngõ ở phía bên hông đây, trực diện này đấy. Đấy, chúng tôi có thể cho các bạn nhìn mọi góc nhìn. Đấy, tôi sẽ zoom lên. Đấy, thì ở đây thì chúng tôi cố tình tạo ra những cái kẻ chỉ, các bạn nhìn ở những hàng cột này, cột sảnh và cột góc này, chúng tôi cố tình đắp đấy, bo những cái viền tròn để tạo ra những cái gờ xung quanh thân cột. Đấy, và chỗ này chúng tôi sơn màu xanh để tạo ra những cái điểm nhấn nhá. Khi mà chúng ta đứng bên ngoài vào sẽ có những cái điểm nổi bật. Chứ nếu mà chúng ta cùng sơn một cái màu trắng với những cái gờ trang trí của các cái chi tiết cột này, nó sẽ không tạo ra điểm nhấn nhá cho công trình này. Thì chúng tôi toàn bộ cái đó chúng tôi sơn màu xanh đen để tạo ra cái điểm nổi bật cho công trình. Ok, rồi bây giờ chúng ta có thể dừng hình TV hoặc điện thoại để ngắm kỹ lại cái vẻ đẹp của công trình này một lần nữa nhé. Một công trình biệt thự 3 tầng được công ty chúng tôi thiết kế cho anh Pha ở Kim Động, Hưng Yên. Đây, zoom lên cho các bạn nhìn. Đó, thì các bạn có điện thoại, TV để dừng lại để ngắm kỹ mọi góc nhìn của công trình này. Thì nếu mà chúng ta thích một cái điểm gì đó, hoặc là chúng ta có thể học hỏi một cái điểm gì đó cho công trình tương lai của chúng ta khi mà chúng ta chuẩn bị xây dựng. Bởi vì chúng tôi thì có rất là nhiều mẫu nhà, bây giờ có thể lên đến là hàng nghìn mẫu nhà rồi. Lên mỗi ngày các bạn sẽ thấy chúng tôi up lên trên kênh một mẫu nhà, nhưng mà chả có mẫu nhà nào giống nhà nào. Bởi vì tất cả các gia chủ thì sẽ có những cái thuần đất, thế đất, tuổi khác nhau, nhu cầu mong muốn khác nhau, dẫn đến là mỗi một nhà một kiểu. Vì vậy các bạn cần dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp thì cứ alo cho chúng tôi để chúng tôi đến tận nơi phục vụ quý khách hàng và thiết kế cho bạn một công trình nổi bật đẹp nhất, và các bạn phải đáng tự hào khi mà chúng ta xây dựng công trình đó ở trong cái vùng đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào hồ sơ chi tiết chỗ nhà anh Pha nhé. Đây là bộ hồ sơ bản vẽ full gồm kiến trúc này. Đấy, thì chúng tôi cũng in toàn bộ những ảnh màu cho gia chủ. Đấy, và đây là mặt bằng định vị công trình. Tiếp theo là phần kết cấu này.
kết cấu đây. Nhà gia chủ này thì sử dụng phương án là móng cọc các bạn nhé. Và tiếp theo là phần điện này, điện điện nặng, điện nhẹ, rồi cáp, rồi camera, rồi cho toàn bộ công trình, nước này, cấp nước, thoát nước đi như thế nào cho là hợp lý nhất đó. Giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phần kiến trúc của công trình nhé. Chiều ngang của công trình này là 8m22, tính từ tim đến tim chúng ta chia làm 3 lưới trục, từ trục 1 đến trục 2 là 4m2, trục 2 đến trục 3 là 4m02. Giờ chiều sâu của công trình đó là 14m thì chúng tôi chia làm 5 lưới trục, từ trục A trục B là 4m03, còn trục B trục C là 3m37, trục C đến trục D là 4m6 và trục D đến trục E là 2m. Đó, thì công trình dưới tầng 1 thì sẽ gồm một phòng khách là 29m2, một khu vực gara ô tô và một phòng ngủ 16m2, một bếp cộng ăn 18m2 và một khu vực vệ sinh, trong đó ngăn tắm riêng và vệ sinh riêng và một khu vực sân ướt. Để quan sát kỹ hơn thì các bạn có thể xem cái mô hình 3D ở đây. Đây, đây là sảnh chính, đi vào, bước lên 3 bậc đi vào sảnh chính này, đi vào bên trong là khu vực phòng khách này. Đấy. Phòng khách này vừa rồi tôi chia sẻ các bạn rồi, đó là 29m2, một cái gara ô tô ở đây. Đó. Tiếp đến là khu vực cầu thang. Bên trong này là khu vực bếp, đây là một phòng ngủ. Phòng ngủ thì mở cửa hướng này. Đấy, còn đâu này là hai, có một cái vệ sinh khép kín ở trong phòng và một cái vệ sinh chung ở bên ngoài. Và đây là một cái sân ướt. Đây có thể xoay này cho bạn nhìn nó dễ hơn. Đấy, đây là cái khu vực sân ướt này. Thì khu vực sân ướt này gia chủ muốn mở thêm một cái cửa lách thì chúng tôi mở một cái cửa lách đây. Thì có thể đi thẳng vào đây là đi vào khu vực sân ướt và đi vào khu vực bếp luôn. Này. Các bạn này zoom lên. Đấy, thì hiện nay công ty chúng tôi có những cái mô phỏng dưới dạng 3D rất là trực quan, đầy đủ của các cái đồ đạc để các bạn thể tưởng tượng được không gian công trình của mình. Giữa cái khu phòng khách và gara này thì chúng tôi sử dụng là hệ lam. Lam đây thì chúng tôi có thể là đổ bê tông hoặc là xây hoặc là có thể là bằng gỗ. Đấy, thì tùy gia chủ điều kiện như thế nào. Đó, tóm lại công trình này gồm một phòng khách, một gara, một khu vực bếp và một phòng ngủ bên dưới có vệ sinh khép kín, một vệ sinh chung và một sân ướt. Đấy, và có sảnh chính và sảnh phụ. Đấy, được chưa? Đều có lấy sáng lấy gió ở tất cả các mặt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái công năng của tầng 2 nhé. Tầng 2 đi cầu thang lên trên thì nó sẽ thẳng đối diện cầu thang sẽ là phòng sinh hoạt chung 13m2, hai phòng ngủ ở phía đằng trước, phòng ngủ số 3 14m2, phòng ngủ số 4 16m2, có hai ban công cong. Đằng sau thì sẽ là một phòng ngủ, phòng ngủ số 2 là 17m2, có một vệ sinh khép kín là WC3 là 7m2 này. Và hai phòng ngủ số 3, số 4 này thì đi một vệ sinh chung là WC4 4m2. Và kế bên này là khu phòng giặt là 10m2 để tiện cho cái việc hệ thống cấp thoát nước và một cái khu vực sân phơi ở phía đằng sau. Rồi các bạn có thể xem chúng tôi sâu mô hình 3D cho các bạn. Đây tôi cắt cho các bạn xem. Thì hiện nay chúng tôi sử dụng công nghệ thiết kế tốt nhất hiện nay, đó là phần mềm Revit nói riêng và công nghệ BIM nói chung của Mỹ trong thiết kế, giúp các bạn thể mô hình trực quan của công trình này. Và bản vẽ chúng tôi thì duy nhất công ty chúng tôi là cứ 2D có 3D, giúp các bạn có thể hình dung trực quan toàn bộ cái mô hình của công trình y như các bạn đang đứng ở trong công trình đó, và từ đó các bạn sẽ không phải hối hận vì sau là giá như mà như này như kia, ngày trước biết mà thay đổi cái này cái kia, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ sâu hết cái 3D cho bạn nhìn nó rất là trực quan như thế này. Đây, chỉ cho bạn. Cầu thang lên trên thì đây là một cái phòng sinh hoạt chung có cửa sổ này. Và đây là hai phòng ngủ đằng trước có ban công này. Và đây là một cái phòng ngủ nữa có vệ sinh khép kín này. Và đây là một cái vệ sinh chung mà một cái khu vực để máy giặt và một sân phơi. Đây, các bạn có thể xem mô hình ở đây. Đấy, rất trực quan luôn. Dạ. Đấy, các bạn dừng hình lại nhé, tôi xoay các góc nhìn các bạn có thể tưởng tượng được cái công năng của công trình này. Ok, rồi chúng ta sẽ quan sát tiếp là tầng 3. Tầng 3 thì đi thẳng lên trên thì chúng ta sẽ được phía đằng trước là một cái khu phòng thờ là 16m2 ở phía đằng trước đó, và kế bên phòng thờ là khu vực sân chơi 16m2, và thẳng cái ban cầu thang lên trên là một khu vực kho là 8m2, và phía đằng sau là hai phòng ngủ số 5 và phòng ngủ số 6 đều là 17m2. Và hai phòng ngủ này có vệ sinh khép kín là WC5 8m2 và WC6 8m2. Đó, thì tổng thể lại trên tầng 3 sẽ gồm một phòng thờ, một sân chơi, một kho và hai phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Đây các bạn có thể xem mô hình 3D của chúng tôi nhé. Đó, thì hiện nay thì các bạn hiểu là mỗi một ngành nghề nó sẽ có những cái công nghệ khác nhau để nâng cao quá trình sản xuất lên, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng tôi áp dụng chuyên môn, những cái kinh nghiệm
và những cái chuyên môn trong ngành nghề, thì chúng tôi kết hợp với công cụ thì chúng tôi sẽ giúp các bạn thể hiện hóa được cái sản phẩm một cách tốt nhất. Thì mỗi ngành nghề đều có những cái công cụ khác nhau, những cái cải tiến công nghệ khác nhau, thì trong nghề thiết kế nó cũng như vậy, là sẽ có những cái công nghệ tốt nhất và hiện nay công ty chúng tôi đang áp dụng. Thì các công ty khác thì đa phần thì họ sẽ giữ nguyên những cái công nghệ cũ, tại vì họ ngại thay đổi cả một bộ máy mà thay đổi thì các bạn biết là rất là khó thay đổi đúng không ạ? Thì hiện nay tất cả các bộ phận của công ty chúng tôi thì đều sử dụng phần mềm Revit nói riêng và công nghệ BIM nói chung, giúp các bạn có thể mô hình hóa trực quan những cái tác phẩm như các bạn đang nhìn ở trên hình ở đây. Đây, phòng thờ đây, sân chơi đây, kho đây, đây là khu vực phòng ngủ có vệ sinh khép kín và phòng ngủ nữa có vệ sinh khép kín. Đây, xoay này các bạn nhìn. Các bạn đây zoom xoay các kiểu chúng tôi đều có thể làm được hết cho quý khách hàng. Ok, đó. Như vậy là các bạn đã vừa tham khảo một công trình có diện tích là 8,22 nhân với tổng thể phủ bì cả ban công ra là 16,07. Bây giờ tôi sẽ nhân thử diện tích nhé. Thì tôi cho là 8,5 đi nhân với 16 mét. À, 136 chúng ta nhân với 3 tầng lên. Nó rơi khoảng 400, à, trên 400 chút, 400 mét vuông à, cho 3 tầng. Thì tổng thể số phòng ngủ cho công trình này là 6 phòng ngủ, tại vì ra chủ thì có số lượng người sinh hoạt khá là lớn, 6 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân chơi, một kho và một sinh hoạt chung, một phòng khách, một phòng bếp, đó, một khu vực giặt, một khu vực sân phơi, một khu vực sân ướt, đấy, rất đầy đủ toàn bộ công năng cho công trình 3 tầng, rồi tổng thể diện tích là hơn 400 mét vuông. Ok, nếu các bạn mà cần dịch vụ tư vấn thiết kế nhà đẹp để tạo ra những tác phẩm đẹp giống như công trình cho anh Pha ở đây thì các bạn có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới của video này, trên cái màn hình video đấy, để có thể gọi chúng tôi tư vấn cho các bạn và chúng tôi đến tận nơi khảo sát thiết kế cho bạn công trình đẹp nhất. Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi giúp các bạn có thể hiểu hơn và tham khảo được nhiều mẫu nhà đẹp hơn, và cũng hiểu được bây giờ thiết kế đã có những công nghệ nào và trong thiết kế nó đang thay đổi như nào, chứ không phải các bạn nghĩ đơn giản là thiết kế nó gồm một vài bước nó có thể ra được cái bản vẽ, hoặc là ngồi máy tính ngoáy ngoáy phát ra bản vẽ, không, nó rất là nhiều bước các bạn ạ. Như công ty chúng tôi thì gồm 10 bước phục vụ chuyên nghiệp. Đó. Thứ nhất là chúng tôi về tận nơi khảo sát cho khách hàng, thứ hai nữa là chúng tôi xem phong thủy cho các bạn, thứ ba là bộ phận kiến trúc để lên phương án mặt bằng và phối cảnh 3D, tiếp đến là bộ phận kết cấu để tính toán kết cấu chịu lực cho gia chủ, bộ phận điện để lên hệ thống sơ đồ điện chiếu sáng và cáp quang, rồi mạng, rồi đến hệ thống camera, đến bộ phận nước là sơ đồ cấp thoát nước, bộ phận dự toán sẽ bóc tách thống kê đầy đủ các vật tư và toàn bộ số tiền của công trình của bạn. Tiếp đến là bộ phận là ảnh 3D, như các bạn nhìn thấy ảnh 3D ở đây, và tiếp theo nữa là bộ phận về review RAW giống như tôi đang làm đây, và tiếp đến là bộ phận giám sát quyền tác giả. 10 bước như này chúng tôi không tách rời mà toàn bộ ở trong gói thiết kế chúng tôi, chứ không như đơn vị khác. Đặc biệt là trong này chúng tôi có cả sân sân vườn cho các bạn đúng không ạ, phần dự toán, phần phong thủy như các đơn vị khác họ sẽ bóc tách và sẽ không có những phần này, thì các bạn có thể tham khảo và so sánh thật kỹ để có thể lựa chọn những đơn vị thiết kế tốt nhất. Và những điểm khác biệt của công ty chúng tôi thì chúng tôi gồm 10 bước phục vụ, chúng tôi không tách ra, và chúng tôi phục vụ ở 63 tỉnh thành, thì duy nhất hiện nay công ty chúng tôi phục vụ 63 tỉnh thành tận nơi các bạn nhé. Chúng tôi có hai trụ sở chính, thứ nhất là trụ sở chính ở khu đô thị Sala, Hà Đông, Hà Nội, trụ sở chính thứ hai ở trong miền Nam là khu đô thị Park Riverside, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và hiện nay chúng tôi sử dụng công nền tảng công nghệ chiếm 90%, chứ không làm thủ công giống như các công ty khác, và chúng tôi có đội ngũ kiến trúc sư, kiến trúc kỹ sư rất đông đảo, có nhiều năm kinh nghiệm và đã tham gia thiết kế rất là nhiều các công trình ở 63 tỉnh thành, tư vấn tốt cho quý khách hàng. Và cuối cùng đó là chúng tôi có quy trình chăm sóc hỗ trợ đồng hành cùng khách hàng sau khi mà chúng tôi bàn giao bản vẽ cho các bạn. Đấy, như các bạn nhìn thấy bên dưới đây thì chúng tôi vẫn về thăm lại các gia chủ. Đấy, sau khi mà họ thiết kế, họ thi công để các bạn xem có vấn đề thắc mắc gì không, để chúng tôi hỗ trợ các bạn trong quá trình mà thi công xây dựng. Đó, ok. Thì hy vọng các bạn thể hiểu hơn về dịch vụ chúng tôi và có những sự lựa chọn tốt nhất cho một công trình tương lai của mình. Tại vì đây là công trình rất quan trọng các bạn nhé. Đó là cả đời bạn tích lũy tiền để làm một cái nhà, nên các bạn cần có phải đầu tiên là phải có thiết kế, thứ hai nữa là cần phải chọn lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để có thể phục vụ cho bạn có một công trình tốt nhất, đẹp nhất. Tại vì số tiền thiết kế bạn bỏ ra so với tổng số tiền xây dựng nó rất là nhỏ thôi, nó không là gì cả, nhưng mà nó lại quyết định tất tật 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 mọi khâu còn lại ở phía đằng sau đó.
thì hy vọng là các bạn hãy hiểu được tầm quan trọng của thiết kế, chứ không phải chúng ta đơn giản chúng ta bảo một người thợ ra hoặc là chúng ta copy một cái mẫu nào đó trên mạng chúng ta làm theo mẫu đó, nó không đơn giản như vậy đâu các bạn. Các bạn cứ thử làm đi, hỏi tất cả những người như vậy thì nó sẽ có rất nhiều trục trặc trong quá trình làm, tại vì đó không phải là công trình của bạn. Bạn sửa chỗ này, bạn sửa chỗ kia, bạn chế kiểu này, chế kiểu kia, rồi người này góp ý kiểu này, người này góp ý kiểu kia, cuối cùng công trình của bạn chả ra cái gì cả. Thì hãy thuê thiết kế, đó chính là công trình của bạn, mà đó chính là công trình mà thực sự bạn muốn sống, bạn thực sự tự hào về nó khi mà bạn bè hàng xóm đến công trình của bạn, được không ạ? Đó, và đừng quên đăng ký kênh Kisato trên YouTube để nhận được nhiều mô nhà đẹp hơn nữa. Xin chào và gặp lại các bạn ở những chia sẻ vào 8 giờ tối hàng ngày.